238 Ngày 238. Đúng vậy, hai vị còn cần cái gì nữa không ạ? Hãy nghe và nhắc lại. 对, 两位还需要什么吗? Trong đó từ 需要 có nghĩa là cần, cần thiết, lịch sự hơn từ 要. 对, 两, 为, 还, 需, 要, 神, 么, 吗? 对, 两位还需要什么吗? Tuy, 两位还需要什么吗? Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đăng ký tài khoản Facebook. 注册脸书账号. Thực đơn. 菜单. No. Bảo. Trước tiên đem tiếng Việt học tốt đã rồi hay nói. 先把越南语学好了再说. Đúng giờ, chuẩn thời gian. 准时. Từ lúc vừa bắt đầu đã. 从已开始就. Từ lúc bắt đầu thì đã. Giao tiếp thường ngày còn coi là được. 日常交流还算可以. Chưa kịp quét dọn. 没来得及打扫收拾. Chuẩn bị sắp xếp phòng. 准备整理房间. Tùy em. 随便你. Phố người Hoa. 华人街. Thuận theo con đường này. 顺着这条路. Vị trí đỗ xe chị phải nhớ kỹ đấy nhé. 停车位置你可要记好哦. Dùng di động chụp lại. 用手机拍下来. Hoan nghênh quý khách. 欢迎光临. 80-90%. 80-90%. Có một số gần như đều chưa từng sử dụng qua. 有一些几乎都没使用过. Trên giá sách. 书架上. Đầu tiên. 首先. Hy vọng. 希望. Cảm giác tay rất tốt. 手感很好. Kiểu dáng. 款式. Phòng thử đồ. 试衣间. Cửa màu nâu. 棕色门. Còn cần cái gì? Dùng từ lịch sự. 还需要什么?